việc chào buổi sáng cùng một ly cà phê và tờ báo hoặc chiếc smartphone trên tay đã trở thành một thói quen không thể thiếu của tất cả chúng ta. Vậy thì hy vọng rằng từ bây giờ quý vị sẽ bổ sung cho mình một thói quen nữa, đó là đón xem chương trình Cà phê Sức khỏe cùng Mỹ Tiên và các chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn vào sáng thứ bảy của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Và đúng như tên gọi của chương trình Cà phê Sức khỏe, trước khi đến với những thông tin sức khỏe thú vị, chúng ta cùng chuẩn bị một ly cà phê sáng quý vị nhé. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Lĩnh đã nhận lời tham gia chương trình Cà phê Sức khỏe ngày hôm nay. Và kính thưa bác sĩ, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến đó là sơ cứu cho trẻ khi bị bỏng. Và khi mà nhắc đến chủ đề này á, thì tự nhiên em lại nhớ đến một cái tình huống ngày hôm qua. Thì bác sĩ cũng biết là bây giờ cũng gần đến Trung thu rồi, thành thử ra là em cũng có mua cho cháu em ở nhà một chiếc lồng đèn cũng tương tự như vậy nè. Thì ngày hôm qua thì hai dì cháu cũng có ngồi chơi với nhau, thì em cũng có thắp nến ở bên trong thì cho cháu chơi, sau đó thì cũng vào trong bếp cùng với lại chị của em để chuẩn bị một số thức ăn. Thì tự nhiên ở ngoài thì lại nghe cháu khóc, thì mới chạy ra xem thì thấy là lồng đèn đã bị cháy. Và cũng rất là may thì cháu cũng bị bỏng nhẹ thôi ạ. Bỏng ở trẻ em á, thì không phải là những dịp Trung thu này đâu, mà là cái, theo người ta thống kê, người ta thấy là bỏng là một cái tổn thương rất hay gặp ở trẻ em. Bởi vì là trẻ em là thường là nó tuổi nó rất năng động. Thứ hai nữa là trẻ em á, thì thông thường là có cái bản chất là rất là tò mò, muốn khám phá. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày thì rất hay, và trẻ em rất hay bị bỏng. Mà đặc biệt một trong những cái bỏng rất hay gặp nhiều nhất là bỏng do nước sôi, bỏng do cái thức ăn chất lỏng nóng. Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì cái việc mà cung cấp những cái thông tin cần thiết về việc sơ cứu cho trẻ khi mà bị bỏng với những cái tình huống mà thường gặp ở nhà như vậy cũng chính là cái chủ đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận trong tập thứ 5 của chương trình Cà phê Sức khỏe ngày hôm nay. Và chúng ta cũng không quên chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê Sức khỏe hôm nay. Tôi là bác sĩ Nguyễn Âu Lẫn, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Dạ thưa bác sĩ, thì chúng ta cũng biết đó là trẻ em thì thường rất là nghịch ngợm, rất là muốn khám phá nhiều thứ trong cuộc sống. Vì vậy mà thường thì sẽ gặp những cái tình huống là bị bỏng như bác vừa mới chia sẻ. Vậy thì theo kinh nghiệm của bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết rằng là những cái trường hợp mà bị bỏng ở trẻ em thì thường gặp nhất là do những nguyên nhân nào bác sĩ ạ? Trẻ em thì là như chúng ta đã biết là rất là năng động và thích khám phá, cho nên là rất là dễ bị bỏng. Và người ta thống kê là có 6 cái loại bỏng chính. Thứ nhất là bỏng do cả cái chất lỏng nóng, ví dụ như là bỏng nước sôi hay là thức ăn nóng hoặc là hơi nóng. Cái thứ hai là bỏng do tiếp xúc. Tiếp xúc ở đây là tiếp xúc với các cái đồ vật nóng, hoặc là bỏng thứ hai gọi là tiếp xúc với bỏng lạnh, ví dụ như đá lạnh. Loại thứ ba là bỏng lửa, do lửa. Và loại bỏng thứ tư là do ma sát. Và thứ năm là do hóa chất, và cuối cùng là bỏng do điện. Còn ngoài ra còn cái bỏng chúng ta rất cũng thường gặp là bỏng do ánh sáng mặt trời, như chúng ta đi tắm biển không che chắn, không bôi kem chống nắng thì nó cũng gây ra bỏng. Trong đó cái loại bỏng mà do chất lỏng nóng là như là nước sôi hay là thức ăn nóng hay là hơi rất hay gặp ở trẻ em, và thường xảy ra ở nhà và trong bếp cũng như trong phòng tắm. Trong phòng tắm là chúng ta trẻ em thường là tắm nước nóng, cho nên là có khả năng là bị bỏng nếu cha mẹ không cẩn thận. Như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì là trẻ em thường gặp nhất là bị bỏng nóng đúng không bác? Và để mà không phải loay hoay trong những cái trường hợp mà con em của mình bị bỏng như vậy, thì cái việc mà trang bị những cái kiến thức để có thể sơ cứu cho trẻ trong những trường hợp như vậy là rất là cần thiết. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết rằng là ở trẻ em thì thường nó sẽ có những cái cấp độ bỏng nào, và ở cấp độ nào thì chúng ta có thể sơ cứu tại nhà và sơ cứu như thế nào, và ở cấp độ nào thì chúng ta cần phải đưa trẻ đến bệnh viện không bác sĩ? Có rất nhiều cái loại phân loại bỏng, nhưng mà tôi thấy cái cách mà phân chia bỏng mà tốt nhất là theo cái Bệnh viện Hoàng gia Úc, là có hai loại bỏng, phân loại bỏng tùy theo cái diện tích bỏng và phân loại bỏng tùy theo cái độ sâu của bỏng. Nếu mà người ta phân loại theo cái diện tích bỏng á, có hai loại bỏng nhẹ và bỏng nặng. Bỏng nhẹ là dưới 10% tổng diện tích cơ thể, mà bỏng trên 10% thì gọi là bỏng nặng. Còn nếu mà phân chia cái bỏng theo cái độ sâu thì người ta phân chia theo độ gọi là bỏng nông. Bỏng nông tức là chỉ bỏng ở lớp biểu bì,
biểu bì của da thôi, và cũng như là cái lớp nông của da của trung bì, còn bọng sâu là bọng từ lớp đáy của trung bì cho đến toàn bộ cả ba lớp của da luôn. Như chúng ta đã biết, da có ba lớp. Lớp thứ nhất là lớp ngoài cùng hết thì gọi là lớp biểu bì, lớp thứ hai gọi là lớp trung bì, và lớp dưới cùng là lớp hạ bì, hay còn gọi là tổ chức dưới da. Như vậy cái lớp bọng nặng, bọng sâu, tức là bọng cái lớp từ lớp sâu của trung bì cho đến bọng hết ba lớp của da luôn thì người ta gọi là bọng sâu. Như chúng ta đã biết là cái bọng là một cái tổn thương nó tiến triển, tức là tổn thương bọng nó có thể tiến triển trong vòng 10 ngày và đặc biệt là trong vòng 48 đến 72 giờ đầu. Cho nên việc đánh giá tổn thương bọng á, thì không thể đánh giá ngay lúc bị bọng mà được, mà phải đánh giá làm quá trình đánh giá liên tục. Vì vậy người ta khuyến cáo là chỉ có bọng nông là bọng biểu bì thôi, bọng lớp ngoài tức là chỉ có đỏ da, không có bọng nước, da toàn vẹn thì có thể xem xét việc điều trị tại nhà. Còn lại từ bọng sâu trở lên hoặc bọng trên 10% thì nên đến thăm khám tại cơ sở y tế để bác sĩ đánh giá cũng như là điều trị đúng cách. Chúng ta chỉ sơ cứu ở nhà thôi. Dạ, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái cách mà sơ cứu tại nhà cho quý vị phụ huynh được biết được không ạ? Bước đầu tiên hết sức quan trọng, bởi vì nếu chúng ta sơ cứu bọng đúng cách thì nó sẽ ngăn chặn được rất nhiều các cái biến chứng cũng như di chứng của bọng sau này. Vì vậy cách sơ cứu tại nhà là ngay khi trẻ bị bọng thì chúng ta đầu tiên, bước đầu tiên là tách trẻ ngay ra khỏi cái nguồn gây ra bọng. Ví dụ bọng điện thì chúng ta phải đưa trẻ ra khỏi cái ngắt nguồn điện, đưa ra khỏi nguy hiểm, mà nếu bọng được sôi thì chúng ta phải đưa ra khỏi cái vùng ra chỗ an toàn. Cái bước tiếp theo là chúng ta cần phải cho cái nước vòi á, nước lại chạy ngay trên vùng bọng trong vòng tối thiểu là 20 phút. Vấn đề này là hết sức quan trọng. Trường hợp mà xả được lạnh nước mát như thế này trong vòng 20 phút trên diện tích bọng là có thể xảy làm trong vòng 3 tiếng đồng hồ kể từ khi bị bọng. Như vậy có những trường hợp mà trẻ bị bỏng xong tới bệnh viện nhưng mà chưa sơ cứu, chưa cho xả nước ở nhà trong vòng 20 phút mà nếu thời gian bỏng vẫn trong vòng 3 tiếng thì chúng ta sẽ phải làm cái động tác sơ cứu đó. Đây là một động tác hết sức quan trọng. Những cái việc không nên là không nên đắp nước đá. Không nên nước đá vì nó làm tổn thương bỏng nặng lên. Cái thứ hai cũng không nên bôi kem hay là các loại thức ăn hay là các loại lòng trồng trứng trắng hay là bất cứ một loại lotion gì trên cái vết bỏng. Và người ta đã nói rồi, chỉ có nước mát và xả trong vòng 20 phút là tốt nhất. Sau đó tiếp theo là chúng ta sẽ cởi bỏ áo hoặc là cả cái đồ trang sức mà nằm ở trên cái chỗ bỏng. Và lưu ý là nếu mà cái áo quần bị dính vào cái chỗ bỏng thì cũng nên cố gắng gỡ ra. Chúng ta phải gỡ một cách nhẹ nhàng bởi vì nó sẽ làm cho gây tổn thương bỏng nặng lên nữa. Và cái bước tiếp theo là chúng ta phải phủ cái lớp bỏng bằng những cái lớp gạc rất là lỏng lẻo, không có dính. Và cuối cùng nữa là chúng ta sẽ giảm đau. Giảm đau ở đây rất đơn giản là ba mẹ thường mà cháu bị sốt hay là bị đau, người ta dùng paracetamol hay ibuprofen, thì bây giờ chúng ta cũng dùng một liều giảm đau giống như là khi trẻ bị sốt và sau đó là đưa trẻ đến bệnh viện. Dạ, vậy thì em xin tóm tắt lại những cái ý mà bác vừa mới chia sẻ. Thì thứ nhất đó là chúng ta sẽ phải xả cái vết bỏng ở dưới nước mát, ở dưới cái vòi nước thông thường nè. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cởi bỏ quần áo hoặc là những cái trang sức ở trên cái vết bỏng. Bước thứ ba là chúng ta sẽ che cái vết bỏng lại bằng những cái gạc sạch nhưng mà một cách lỏng lẻo thôi, nó không có bị dính vào. Và cái bước thứ tư đó là chúng ta giảm đau cho trẻ. Thì chúng ta cũng giảm đau thông thường giống như khi mà trẻ bị sốt. Đúng. Thì bố mẹ cho uống những cái thuốc giảm đau nào thì nhờ chúng ta cũng cho giống như vậy. Và những cái trường hợp mà bỏng nặng thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa đến bệnh viện để các bác sĩ có thể xử trí, đúng không bác? Đúng. Dạ, vậy thì đối với một cái trường hợp khá là đặc biệt đó là ví dụ như là bỏng ở mắt, thấy như vậy thì chúng ta có xử trí giống như vậy hay không, hay là chúng ta sẽ có những cách xử trí đặc biệt khác hả bác sĩ? Đúng như vậy, đối với sơ cứu thì có một cái may mắn là tất cả các loại bỏng đều được sơ cứu giống nhau, có nghĩa là cũng là xả dưới vòi nước mát. Thì ví dụ như trường hợp đặc biệt là bỏng ở mắt thì chúng ta lại thì thời gian chúng ta xả nước hoặc là nước muối sinh lý là lâu hơn. Ví dụ như bỏng cái chất có axit thì trong vòng 1 giờ đồng hồ. Tức là chúng ta phải rửa mắt liên tục dưới dòng nước mát trong vòng tối thiểu 1 tiếng đồng hồ hoặc là đến khi nào trẻ hết đau. Mắt mà bị bỏng bởi các cái dung dịch kiềm thì lại phải xả trong vòng là 2 tiếng đồng hồ. Hoặc là đến lúc mà trẻ hết đau. Chỉ có đặc biệt như vậy thôi. Thì tất cả đều là nguyên tắc sơ cứu đầu tiên là chúng ta rửa dưới vòi nước mát cái vùng bị bỏng
thì nếu như mà những cái vết bỏng thông thường thì là 20 phút. 20 phút. Dạ, riêng ở mắt thì là 1 tiếng đến 2 tiếng. Đúng, 1 tiếng đến 2 tiếng tùy vào cái bỏng hóa chất gì. Thưa bác sĩ thì chúng ta rất là khó để có thể theo dõi trẻ 24/24, và với những cái tính cách hiếu động của trẻ thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào dành cho quý vị phụ huynh để có thể là giảm thiểu cái khả năng mà bị bỏng ở trẻ hay không ạ? Như đã nói, trên hai loại bỏng mà thường gặp nhất ở trẻ em là bỏng ở nhà, là bỏng ở trong bếp hoặc là trong phòng tắm. Ví dụ chúng ta đã nói là bỏng nước sôi, hay là bỏng thức ăn nóng, hay là hơi nước nóng, thì nó thường xảy ra ở bếp hoặc là trong phòng tắm. Cho nên cách phòng ngừa tốt nhất là để khu vực vui chơi của trẻ là tách biệt với cái bếp. Và nên dạy cho trẻ hoặc là động viên trẻ là không đi vào trong khu vực bếp mà trong khi chúng ta đang nấu. Đối với trẻ mới tập đi thì nên làm một cái cửa phân chia giữa cái chỗ khu vui chơi của trẻ và cái chỗ bếp để cho trẻ có thể để đảm bảo an toàn cho trẻ. Và thứ hai nữa là cách tốt nhất là chúng ta để các cái thức ăn nóng hoặc là nước nóng, cả như cà phê hay là súp hay là trà nóng ngoài tầm với của trẻ. Bởi vì trẻ rất tò mò, nếu chúng ta trẻ có thể với tới thì rất dễ bị bỏng. Mà cái bỏng đó là thường là bỏng ở đầu, ở cổ và ở ngực. Bởi vì trẻ khi mà với những cái thức ăn nóng đó hoặc là nước nóng đó thì sẽ bỏng ở mặt, ở cổ, ở ngực rất là nặng nề. Cho nên chúng ta tốt nhất là nên để tất cả những cái thức ăn nóng đó hoặc là thức uống nóng đó ngoài tầm với của trẻ. Và cuối cùng nữa là ở trong nên đối với các cái lò sưởi hoặc là những cái bàn la, những cái dụng cụ nóng mà chúng ta sử dụng thì chúng ta phải cũng để ngoài cái tầm với của trẻ thôi. Cái thứ hai là bỏng ở lúc trong phòng tắm thì chúng ta tuyệt đối không để cái nhiệt độ nước nóng quá 50 độ C. Khi mà chúng ta xả nước vào bồn tắm thì chúng ta luôn xả nước lạnh trước và sau đó mới thêm nước nóng vào sau. Và ba mẹ cần phải thử nước trước khi tắm cho trẻ để chắc chắn rằng nước này là coi như là không có nóng, không có thể gây bỏng cho trẻ. Nếu chúng ta chịu khó để ý, chúng ta phòng ngừa như vậy thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều cái bỏng cho trẻ em. Thì đối với trẻ ở nhà thì chúng ta cần nên lưu ý những cái khu vực đó là khu vực bếp cũng như là khu vực nhà tắm. Nhà tắm, đúng rồi. Rất là cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Lĩnh với những chia sẻ vừa rồi. Và bác sĩ thân mến thì hôm nay thì cũng hòa chung không khí của Trung Thu sắp đến. Thì thay vì là chúng ta sẽ uống cà phê như mọi khi thì ngày hôm nay thì em đã chuẩn bị một tách trà. Xin mời bác sẽ cùng thưởng thức trà cùng với em nha. Xin cảm ơn MC Mỹ Tiên và xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi cái chương trình Cà phê sức khỏe hôm nay. Xin cảm ơn bác sĩ Lĩnh và em cũng xin chúc bác cũng như là quý vị khán giả sẽ có một mùa Trung Thu thật là đầm ấm, quây quần bên gia đình và người thân của mình. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Cà phê sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình được phát sóng vào sáng thứ Bảy của tuần thứ Hai và tuần thứ Tư hàng tháng trên kênh YouTube chính thức của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Và bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị.